Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục mình sẽ làm một cái clip về chuỗi series, trong cái phần chuỗi series về cái chu trình heater ở trong bể cá nước ngọt và bể cá nước mặn. Thì đã kết thúc về cái phần đầu tiên là cái phần tổng quan về chu trình heater. Cái phần thứ hai là có 3 phần nhỏ, đó là về cái phần mà amoniac ở trong bể cá nước ngọt và nước mặn. Cái phần thứ ba này sẽ tiếp tục đi đến cái giai đoạn thứ hai, đó là nitrit ở trong cái bể cá nước nước ngọt và nước mặn. Thì cái nói chung cái clip này nó sẽ xài được cho cả bể cá nước ngọt, nước mặn và san hô luôn. Thì để mình nhắc lại sơ nha, cái nguồn chất thải đầu tiên á thì nó là cái nguồn chất thải là về phân nè, thức ăn thừa, nói chung là cái đồ thừa thải thừa rồi, nước tiểu, hay là còn có một số cái quá trình trao đổi chất qua da mà mình thường hay gọi nôm na cái ngôn ngữ là mồ hôi á các bạn. Mồ hôi rồi xác chết. Xác chết này nó nhiều lắm các bạn. Xác chết này có gồm là cái xác chết của gì, của thực vật, hay là thực vật ở đây là mình nói chung á là gồm có đa phần là sẽ là rêu tảo chết. Rêu tảo nó tới chu kỳ tự động nó cũng sẽ chết, các bạn cạo nó sẽ chết, quảng cá lau kiến nó quơ quơ cũng chết, hoặc là cá nó rỉa rỉa thì nó cũng sẽ chết, nó sẽ tạo ra cái nguồn mà cái xác chết về thực vật. Thứ hai nữa là cái xác chết của động vật đó, cái xác chết của động vật nha các bạn. Cái xác chết động vật này là gì? Xác chết của cá trong hồ mà các bạn không phát hiện, cá nhỏ hay là những cái hồ thủy sinh, những con cá rất là nhỏ nhiều khi chết không có thấy xác. Cái xác chết thứ ba là xác chết của vi sinh vật. Vi sinh vật các bạn, vi sinh vật ở đây nó gồm có gì? Nó gồm có, mình cho nó vô là các bạn diệt nấm, nấm nó chết nữa. Nhiều khi các bạn có nhiều bạn á, sau nó hỏi với mình là sao bỏ Melafit Chimelafit vô mà ngày hôm sau nước nó trắng đục, thì các bạn nghĩ là gọi là vi sinh nó chết, thì không phải, lo cho là cái con ký sinh trùng và cái bào tử nấm, tức là những cái con nó chết nó cũng sẽ gây nên cái nước trắng đục giống như là vi khuẩn chết vậy, tại bản thân của nó cũng là một cái loại mà vi khuẩn, mà nó là vi khuẩn có hại đó, vi khuẩn virus có hại thì nó chết một cái số lượng hàng loạt thì nó cũng sẽ gây nên cái màu trắng đục, cái màu trắng đục đó. Thì nói chung là cái vi sinh vật nó chết, thì tất cả những cái nguồn này là những cái nguồn này nó sẽ tạo ra trở thành, cái này là nhắc sơ là thôi đó, nó sẽ tạo thành ba nguồn. Nguồn thứ nhất mình sẽ quan tâm nhất đó là cái nguồn axit amin, nói chung là cái này phân hủy ra thành NH3. NH3 là cái có hại, còn NH4 là cái mà vô hại. Thì cái này là cũng đã có nói rồi, trong pH cái gì rồi đó, thì cái này là không nhớ lật lại coi. Cái nguồn thứ hai là B4 là cái nguồn phosphat. Thì cái nguồn phosphat này là không đề cập ở đây, chủ yếu là cái bên cái dòng mà các bạn chơi san hô á, với các bạn chơi thủy sinh thì các bạn sẽ quan tâm tới cái điều này rất là nhiều về phosphat. Cái nguồn thứ ba nữa là cái nguồn ít quan trọng, đó là cái nguồn carbon ít được quan tâm chứ không phải ít quan trọng các bạn. Cái nguồn này là cái nguồn carbon vô cơ đó. Vô cơ cũng có thể là hữu cơ luôn, nó cũng có thể là hữu cơ luôn, nhưng mà nó không có mang gốc amin nha các bạn nha. Gốc amin tức là carbon cộng với một cái amoni, nhóm amoni nitơ đó, thì nó sẽ tạo thành một cái loại, cái gọi là cái gốc amin, amin bậc 1, amin bậc 2 gì đó. Cái này trong hóa thì nó nói chung là cái vô cơ này, cái carbon vô cơ này nó có cái tác dụng rất là quan trọng trong trong tất cả các bể cá luôn, chứ không phải là chỉ có bể cá san hô, bể cá nước biển hay bể cá thủy sinh, mà tất cả các bể cá này, nói chung ba hàng này nó đều rất có cái có nhiều sự quan trọng. Ngoài ra nó còn có những cái li chi lắc chắc, ví dụ như là lưu huỳnh nè, nó cũng có, hoặc là một cái số nguyên tố vi lượng, nhưng mà những cái thằng đó nó nhỏ quá, nó không đáng kể để cho mình đề cập. Chứ nó thật sự ra một cái xác chết thì nó phân hủy ra một cái phân thì nó biết bao nhiêu là chất ở trong các bạn đó. Mình không có nói ra, thì bây giờ cái chu trình niter là mình chỉ quan tâm tới những cái gì liên quan tới niter, nhưng mà chút xíu nữa là cái tới cái cuối giai đoạn niter thì nó sẽ liên quan tới cái carbon này đó, liên quan tới carbon này. Rồi kế tiếp thì amon nhắc nhắc sơ lại một chút xíu, đó là trong cái pH mà nó dưới 7 thì nó sẽ tồn tại đa phần cái dạng amoni, nó vô hại, cây có thể hấp thụ cái lượng này và nó sẽ tạo thành một cái lượng bùng phát bởi rêu tảo. Còn nếu mà pH trên 7 thì nó sẽ tồn tại cái dạng amoniac thì cực kỳ gây hại cho cá, một cái số lượng mà chỉ cần dương thôi sẽ làm vỡ cái hồng cầu của cá, và con cá của các bạn nó sẽ có thể là bị nó sẽ bị nhiều triệu chứng, nó chết, nó bị xuất huyết, nó bị phỏng da, nó bị rợp da, nhất là những con cá mà củ sừng, hay là mấy thậm chí là một cái số cái loại cá lóc rồi các bạn sẽ thấy là nó phỏng, nó rợp ra đầu tiên. Còn ví dụ như tôm thì nó giật cái băng 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 xong rồi nó chết. Đó là cái vấn đề như vậy đó, cái vấn đề đó như thế. Ngoài ra một cái lượng amoni, mặc dù amoni vô hại nhưng một lượng amoni nó quá nhiều thì nó cũng sẽ có cái nguy cơ làm tăng cái clip mà mình sắp nói tới đây, đó là nitrit.
đó, khi mà tiền thân của Ammoni chính là nitrit thì nó lộn hậu hậu thân của Ammoni sau này nó sẽ là nitrit, và khi nitrit nó tồn tại với mức độ quá nhiều thì nó cũng sẽ tạo nên một chất độc. Chất này là độc, mình thêm chữ rất vô nha, rất độc, tại vì nó độc nhiều thì tồn tại dạng pH. Thì ở đây như mình đã chứng minh, một phân tử này sẽ cần tới 3 phân tử oxy đó. Xin lỗi các bạn, sẽ cần 2 phân tử oxy đó. Và nhờ một cái vi sinh gọi là nitrosolamate nó sẽ khỏi cần nhớ, cứ biết là vi sinh là được rồi chứ sao mà nhớ được đó. Thì nó sẽ tạo thành một nitrit, nó còn cái chất gì đó, nước rồi giải phóng năng lượng gì đó, nên tạm thời nhớ vậy đi, mình không 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 có nên mà quá lưu tâm tới, nhiều khi nó phổ cập giáo dục nó thì nó cũng 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 không hay đâu. Đấy là mình biết, là bởi vì mình mới nói là oxy nó không cần thiết, bởi vì tại sao mình nhấn mạnh cái vai trò là tại sao người ta nói là sục khí. Trong nhiều cái tài liệu cũ các bạn thấy là nuôi cá củ sừng nè, nuôi cá lóc nè, hay là nuôi một số con cá, người ta yêu cầu là sục khí thấp. Đương nhiên là những cái con cá đó nó có cái chức năng gọi là hô hấp phụ để mà nổi lên mặt nước, để mà nó lấy cái oxy trực tiếp từ không khí. Tuy nhiên cái oxy ở trong đây mình luôn luôn yêu cầu là các bạn nên có sục khí oxy, là bởi vì vi sinh nó cần oxy để nó tồn tại và nó thực hiện cái chức năng oxy hóa của nó, các chất độc ở trong nước, chứ không phải là oxy chỉ quan trọng là để cho con cá nó hô hấp không. Đó, do đó các bạn nên biết cái tác dụng của oxy đó. Cho nên là nhiều tài liệu cũ các bạn có thể là lên cái này, các bạn lên những cái tài liệu đa số là những cái tài liệu của thiên đường cá cảnh mà thời thời lúc đó đó, cái yêu cầu là sục khí thấp, sục khí thấp nó thật sự cái quan điểm này mình không đồng tình cho lắm, mình không đồng tình cho lắm đó, tại vì nói chung là nó không phải là cái sục khí đó để cho con cá, mà nó sục khí để cho cái hệ sinh thái nó tồn tại nữa các bạn, cái hệ sinh thái nó tồn tại. Sau đó rồi một phân tử nitrit nó cần một phân tử oxy, rồi nó nhờ một cái loại vi khuẩn tên là nitro beta nó sẽ chuyển thành một phân tử amoniac, gây là dốc dấu trừ đó, chỉ có đây là điện điện tích, đây là điện tích âm hết đấy đó. Rồi bây giờ là cái vấn đề của mình đi, là đi ở đây mình đã qua hai cái phần này rồi, mình đã tóm lược thì bây giờ hai phần này rồi. Bây giờ cái nguồn, vậy là cái đầu tiên là mình đã làm rõ cái nguồn gốc của nitrit ở đâu ra, một một nhỏ đó là về cái phần mà nguyên nhân hay là nguồn gốc. Cái nguồn gốc của nó là nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ amoni và amoniac, là đi từ đây nè các bạn thấy, nhìn thấy cái sơ đồ nè, nó đi từ amoni với amoniac đó. Nhưng mà thực chất là nó đi từ cái nguồn gốc gốc rễ đầu tiên là đâu? Là từ cái đống bùi nhùi này, là từ cái đống bùi nhùi, từ cái đống bùi nhùi này mới sinh ra amoni amoniac này, nó mới sinh ra nitrit, rồi từ nitrit nó mới sinh ra nitrat, là nó đi từ cái đống bùi nhùi ban đầu, là cái input đầu vô nó là sẽ là cái thằng này, nếu mà gốc nguyên căn gốc rễ là sẽ là thằng này, nhưng mà nếu mà nhìn nguyên nhân trực tiếp thì nó là đi từ thằng này đó, nó đi từ thằng này một nhỏ, đó là cái nguồn gốc, mình đã làm rõ được cái nguồn gốc của nó. Thứ hai đó là cái nồng độ của nó bao nhiêu là hợp lý. Thì bây giờ cái nồng độ nó bao nhiêu là hợp lý, y chang như amoniac, nồng độ của amoniac bằng với nồng độ của nitrit và phải bằng không. Đây là con số mà an toàn. Nếu mà nồng độ của nitrit nó cao thì nó sẽ gây ra cái tác hại như thế, bao nhiêu nó mới hợp lý các bạn? Nó thì là không nha. Cái nồng độ nitrit nó cao thì cái tác hại nó sẽ như thế nào? Nồng độ mà lớn hơn không nha, thì cái tác hại nó như thế nào? Cái tác hại đầu tiên của nó gây ra đó, thì nó sẽ khiến, thôi thôi bây giờ khỏi đầu tiên. Đó, nó chỉ có một cái tác hại duy nhất thôi. Đó, cái tác hại của nó là đó là nó làm khiến cho máu của con cá trở thành cái máu đỏ thẫm. Đó, các bạn học sinh học ở đó các bạn biết là máu thì có hai loại máu, máu đỏ tươi, máu đỏ thẫm. Máu đỏ tươi là máu giàu oxy, còn máu đỏ thẫm là cái máu mà nghèo oxy. Thì nó sẽ khiến cho cái dòng máu của con cá trở thành máu đỏ đỏ thẫm, mặc dù trong hồ các bạn có thể sục khí lên tới một chục cái sủi khí, nhưng mà khi mà nồng độ nitrit nó quá cao thì nó sẽ làm cho con cá của các bạn nổi mặt, bị ngợp. Lý do là trong máu nó không mang đủ oxy để mà cung cấp cho não, thì nó sẽ bị chết não và chết những cơ quan khác đó. Đó là lý do vì sao cái dấu hiệu nhận biết ra là cũng một cái dấu hiệu, đó là con cá nó nổi mặt các bạn, tức là nó ngoi lên trên mặt để mà nó hô hấp đó. Nhiều bạn nói là, thì cái này nó rất là dễ nhầm tưởng, có nhiều bạn nghĩ nó bị nấm mang, thật sự nấm mang nó cũng có cái hiện tượng gọi là nổi mặt, nhất là con cá hổ, con cá rồng, bất kỳ con cá nào nó bị nấm mang nó cũng sẽ bị nổi mặt luôn đó. Do đó là làm sao mà mình phân biệt được, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là test. Các bạn phải test ra được cái nguyên nhân có phải là do nitrit hay là do amoniac hay không. Nếu mà hai thằng đó nó đã bằng không rồi thì chắc chắn chỉ có nguyên nhân là con cá của các bạn nó đang bị nấm mang,
thì lúc đó mình biết mình chữa. Chứ mình thấy con cá nổi mặt, cái tự nhiên các bạn đè đầu, các bạn bỏ melafit chi vô, mà con cá các bạn qua ngày hôm sau nó vẫn chết, là lý do là do nó ngộ độc nó chết, chứ không phải là nó bị nấm mang, đúng không? Cho nên là mình mới biết cái cách nào để mà mình chữa trị. Một bác sĩ mà không xét nghiệm ra được nguyên nhân thì họ không thể nào họ họ chữa cho bạn được. Do đó nhiều bạn cứ, nói chung là rất nhiều bạn, nói chung là cầm tay đón mò, thì nói chung là hậu quả là các bạn chịu chứ không ai chịu hết á. Các bạn nghe thì các bạn làm thì các bạn cứu được con cá, còn các bạn không nghe, các bạn sân si, các bạn không chịu tiếp thu cái mới, thì đương nhiên cái mọi cái sự thất bại, mọi cái sự cố chấp nó đều được trả giá bằng chính đồng tiền các bạn. Chứ ở đây đưa lên clip này nó chẳng có gì hết đó. Các bạn coi là cả năm nay các bạn thấy clip của mình đâu có chèn vô quảng cáo đâu, thật sự mình đã cắt hết quảng cáo rồi. YouTube nó không có chèn vô quảng cáo được, có thì nó chỉ có mấy cái tin nhỏ nhỏ thôi. Hiện giờ các bạn thấy mấy cái clip của mấy cái kênh làm cá kia đi, quảng cáo đầy nhóc đó. Nói vậy hiện tượng nó nổi mặt, lý do là do vậy đó. Cũng đây là một cái biểu hiện của con cá, đây là cũng là một cái biểu hiện của con cá, nó là do cái mức độ nitrit của nó lớn không. Nếu mà cái mức độ nitrit, mình đọc tài liệu, nếu mà mức độ nitrit nó cảnh báo là bằng 0,29 ppm, thật sự ra là cái này là chỉ có mấy cái máy thí nghiệm nó mới test được 0,29, chứ mình ở đây mình test mình làm tròn 0,1, 0,2, 0,3 hết, chứ không có cái bộ test nào mà nó ra 0,29 hết đó. Cho nên là dưới mức độ 0,3 ppm thì con cá của các bạn sẽ chết trong vòng vài giờ, gọi là đột tử trong vòng vài giờ đó. Còn cái mức độ của nó rất là thấp nha, nó chỉ có 0,1 thì cá nó không chết, nhất là mấy con cá trâu nó không chết, thậm chí cả cá dĩa nó cũng không chết luôn, mấy con cá yếu nó cũng không chết luôn. Nhưng mà biểu hiện của nó là đầu tiên là sao, nó sẽ nổi mặt, nó sẽ lâu lâu nó nổi mặt, lâu lâu thôi, lâu lâu nó sẽ nổi mặt, bởi vì cái lượng nitrit đó nó không đủ để mà đầu độc hết cái chết não của con cá, cho nên con cá nó sẽ không chết liền. Nhưng mà cái quan trọng mà khi mà con cá nó khó thở á, biểu hiện đầu tiên là lờ đờ biếng ăn, lờ đờ biếng ăn, nói chung là khi mà nitrit mà nó lớn hơn này nè là nó sẽ bị đột tử. Nhưng mà còn nếu mà bằng nó chưa chết á, thì nó sẽ có hiện tượng này nổi mặt nè, và cộng thêm hiện tượng là lờ đờ nè đó, rồi bơ chậm rãi, rồi biếng ăn, rồi bất kỳ một con cá nào mà một khi nó ngộ độc hay là bị bệnh thì cái màu nó cũng trở nên nhợt nhạt đó. Tất cả cá luôn màu trở nên nhợt nhạt, là cái chuyện mà không thể sinh sản là chuyện bình thường đó. Rồi thậm chí mà nếu mà nitrit của các bạn mà nó đang lớn hơn không luôn, tất cả trứng đang ấp thì sẽ bị hư hết. Còn test thì các bạn khỏi nói, nó đai liền luôn, khỏi nói nhiều. Test mà đừng có nói mà 0,29, test mà nó lớn hơn không là đai luôn. San hô cũng vậy luôn, san hô các bạn, một số san hô nó không đai, nhưng một số san hô nó nhả độc ra nha. Chưa có một cái nghiên cứu nào nói về cái mức độ mà nitrit và amoniac nó ảnh hưởng tới bể cá san hô đó. Tuy nhiên mình cũng đã làm cái thí nghiệm này rồi, mình thử cho một cái bể nước mà nó cycling á, mà chỉ cho cái nồng độ nitrit á, mà nó lớn tới mức độ mà gọi là 0,5. Thật sự ra mình không có test mà lớn hơn không đâu, mình cho mức độ nó 0,5, mình thả con diêm vô, mình thấy con diêm nó nhả nhớt ra mà nó cụp dây rồi xong nó chết luôn các bạn. Nó chết và nó nhả nhớt, nó tiết độc ra là rồi nó chết luôn. Đó là cái về cái mức độ, chứ thật ra chưa có thấy một người nào mà về mà công bố về cái tác hại của amoniac, mà chỉ có thông bố về đi chat và PO4 thôi. Chứ thật ra mà con cá nha, nó sống ở trong cái mức độ nitrit đó, nó cao, nó vẫn sống mặc dù nó đứng đầu luồng hay là cái gì đó, nhưng mà nhất là cái nước biển á, nó cái tốc cái sự mà ảnh hưởng bởi nitrit của nó là không có rõ ràng. À, và một số bạn hỏi là tại sao nitrit tôi cao mà con cá của tôi nó cứ tỉnh queo, hoặc là con cá nước biển nó nitrit cao mà sao nó tỉnh queo. Đó là cái vấn đề là nó nằm ở cái chỗ là cái gốc cà lo rua các bạn. Cái gốc cà lo rua này nó có một cái tác dụng, đó là nó sẽ cạnh tranh và nó đẩy cái nitrit này ra khỏi cái mang của con cá, làm cho cái nitrit này nó sẽ không có bị cạnh tranh với cái nguyên tố oxy để mà con cá nó hô hấp các bạn. Do đó là cái clo này nó sẽ đẩy, nó đẩy trực tiếp. Do đó khi một cái nồng độ clo nhất định ở trong nước, nhớ cái nha các bạn nha, gốc clo này là nó xuất phát từ gì, là natri clorua là muối, chứ không phải là cái nước máy. Mà các bạn có khí clo là clo này các bạn thả vô con nào cũng đai hết, chứ đừng nói với con cá. Cái này là khí clorua nha. Đó, khí clorua này nó mới cộng với nước nè, nó mới hòa tan ở trong nước, ở trong một cái môi trường gì. Nói chung mình không nhớ, bạn nào nhớ quá comment vô đây giúp mình thì sẽ trở thành HCl đó. Rồi dưới đây là cộng gì nữa ta, ở đây là HCl rồi dư một cái oxy nè, không biết, nói chung là không nhớ, mình không nhớ là cái phương trình này nó ra cái gì đó, nhưng mà mình nhớ nhớ mãi mãi là clo nó tan trong nước thì nó sẽ tạo thành HCl, rồi nó cộng thêm cái gì nữa đó, hình như là nó có thêm một cái loại axit này nữa đó các bạn. Có một cái loại axit này nè, hay là
nói chung là cái gì tôi không nhớ, thì nôm na là cái gốc cà lo rua này thôi, không nhớ không nói đâu, nói cái mắc công bị chửi nữa đó. Rồi nói tôi không tìm hiểu kỹ nữa, tại vì cái thằng này nó không có liên quan tới tới cái bài mà mình thuyết trình ở đây. Cái cờ lo này nó sẽ trực tiếp nó cạnh tranh với cái nitrit để nó đẩy cái nitrit ra khỏi cái mang của con cá, và con cá này nó sẽ không bị tác động bởi nitrit nếu mà nitrit cao ở ở ở trong nước. Do đó là tại sao đó, các bạn nghe thường nghe một số cái người ở bên cục thủy sản đó, những cái tiến sĩ giáo sư hay là những cái người mà hướng dẫn về nông dân mà nuôi thủy sản, người ta kêu là giải quyết cũng một cái mức độ mà nitrit mà nó tăng đột biến là thường người ta kêu bỏ muối vô, nhưng mà bao nhiêu mới là đủ, cái quan trọng là bao nhiêu mới là đủ nha các bạn nha. Tại vì muối á, các bạn mà bỏ mà để cho ví dụ như một cái nồng độ nitrit mà nó cao lên tới giả sử nha 0,5, các bạn bỏ một cái lượng muối vô mà để xử lý được 0,5 nitrit tức là natri cloruro này nè đó, tại vì ở đây nè nó bằng này nè, cái này cũng một trừ nè, cho nên natri cái số mol của natri cloruro nó cũng sẽ bằng cái số mol của cloruro trừ luôn, và nó sẽ bằng cái số mol của natri luôn. Do đó nếu mà các bạn bỏ vô nha, nếu mà các bạn bỏ vô đủ một cái lượng mà để mà xử lý cái thằng này thì coi chừng cái lượng natri này nó sẽ tác động, cái lượng natri thừa ở trong nước này nó sẽ áp tác động tới cái việc mà thẩu thấm ngược của con cá, là nó sẽ khiến cho con cá các bạn chết bởi vì cái áp lực thẩu thấm ngược. Do đó là cái vấn đề mà xử lý bằng natri clorua nó chỉ nằm ở trong một cái chừng mực giới hạn nào đó thôi. Thì cái phần này mình sẽ nói ở cái phần 3. Cái phần 3 về cách giải quyết nitrit ở trong bể cá thì mình cũng sẽ đề cập tới cái phương pháp mà muối, nó muối hột này đó, muối hột. Do đó là nó sẽ có hại và có lợi, chứ không phải là cứ đè đầu mà đi bỏ muối vô vô nha các bạn nha. Thì cái clip của mình nói chung là tới đây là phần 1, nói về cái gì, nguồn gốc ban đầu, nguồn gốc ban đầu nitrit là gì, tác hại nitrit như thế nào, nồng độ là bao nhiêu, rồi nói chung là một cái sơ sơ ngoài rìa nhá hàng cho cái phần 3. Còn cái phần 2 luôn luôn sẽ là chỉ các bạn test, sẽ chỉ các bạn test tới bắt đầu tới cái phần 3 của cái clip này sẽ là cái cách giảm nitrit ở trong bể cá, giảm nitrit trong bể cá, và cố gắng sẽ làm cho nó xong để mà đi qua tới nitrat đó, đi qua tới nitrat. Nitrat này nói chung là nhiều bạn sẽ rất là quan tâm bởi vì nitrat là một cái mà rất là khó giảm, còn nitrit là nó dễ rồi, nó dễ rồi đó. Bây giờ là cái clip này để nói chung là để dành ở đây, để dành ở đây là một cái, đây là cái phần phần 1 đó, để mà biết cái lần sau để mà mở là cái file này để làm cái phần 2. Cái phần 2 thì khỏi nói rồi, phần 2 cách test là thực hành rồi, cái phần 3 để mình làm phần 3. Rồi video clip này tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.